Thưa quý vị, Đà Nẵng là một trong những địa phương được Trung ương đánh giá triển khai rất hiệu quả các chính sách phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh các dự án được thực hiện từ nguồn ngân sách, Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Đến nay đã có 9 dự án đang được triển khai, trong đó có dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B41 và B42, tên thương mại là The Ori Garden, thuộc khu đô thị xanh Bầu Tràm, Lakeside, nằm trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất tại Đà Nẵng. Chung cư The Ori Garden là dự án nhà ở xã hội kết hợp thương mại, có quy mô diện tích hơn 4 hectare, gồm tổ hợp 10 tòa nhà, mỗi tòa cao 20-21 tầng, với 3.358 căn hộ. Tổng vốn đầu tư lên đến 2.400 tỷ đồng. Có đầy đủ các tiện nghi như trung tâm thương mại, shop house, công viên, bể bơi. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 đã hoàn thành, gồm 4 ngôi nhà, 1.275 căn diện nhà ở xã hội, 274 căn hộ thương mại. Mỗi căn có diện tích từ 36,8 đến 70m² và đã bàn giao cho người dân vào quý 2 năm nay. Giai đoạn 2 với 1.461 căn hộ diện nhà ở xã hội và 348 căn hộ thương mại đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành và bàn giao cho người dân vào quý 4 năm 2024. Em mua căn hộ này ở giai đoạn 1 và em nhận bàn giao vào tháng 4. Thì bây giờ em về em đã hoàn thiện nội thất và anh chị thấy đó, nó đang như thế này. Thì ở đây em thấy nó rất là tiện ích ở chỗ rằng là hai vợ chồng em đi làm cả ngày. Nhưng mà khi về đây thì có lễ tân, rồi có giám sát camera 24/24, có khu vui chơi trẻ em, khu đi bộ dành cho người lớn, có được bể bơi. Nó một cái mà các bạn nhỏ rất là thích thú, đó là cái vườn khu vui chơi và bể bơi. Dân số của Đà Nẵng hiện có gần 1,3 triệu người, trong đó có khoảng 70.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và 40% trong số này phải thuê nhà. Để đáp ứng, Đà Nẵng cần đến 28.000 căn nhà ở để phục vụ nhu cầu công nhân. Đó là chưa kể trong các lĩnh vực kinh tế khác. Nhu cầu về nhà ở càng lớn, nên thêm một dự án nhà ở xã hội hoàn thành là thêm cơ hội cho người dân an cư. Là đơn vị phát triển kinh doanh của dự án thì chúng tôi cảm nhận rất rõ các nhu cầu mua nhà ở xã hội và sở hữu nhà của người dân thành phố Đà Nẵng. Thì trong vòng 4 tháng kể từ thời điểm đến cuối tháng 7 năm 2023 thì chúng tôi cũng đã nhận tin trên 700 bộ hồ sơ và sở xây dựng cũng đã duyệt đủ điều kiện được mua trên 600 bộ. Có những ngày thì khách hàng phải xếp hàng lên để mua dự án, để mua căn hộ thì phải đến từ 4 giờ sáng. Thì qua đó để thấy được cái nhu cầu rất là cấp thiết của người dân về việc có nhà ở. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để mà đưa những thông tin để giúp cho người dân tiếp cận được với thông tin nhà ở xã hội được dễ dàng nhất có thể. Giai đoạn 2 dự án The Ori Garden gồm 6 tòa nhà cao 20-21 tầng đang được đẩy nhanh tiến độ. Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đã thông báo mở bán giai đoạn 2 dự án gồm 270 căn dành cho đối tượng mua nhà ở xã hội với giá hơn 16 triệu đồng 1m². Địa điểm tiếp nhận hồ sơ là văn phòng Ban Quản lý Dự án Chung cư Nhà ở xã hội tại lô B42, khu đô thị xanh Bầu Tràm Lakeside. Chúng tôi chủ tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng là đã triển khai dự án nhà ở xã hội với những cái tiêu chí đem lại chất lượng tốt cho cư dân. Dự án B41 chúng tôi đã hoàn thành, đưa vào hoạt động và được sự đón nhiệt của cư dân rất là tốt. Đấy cũng là cái động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai dự án B4.2. Và những cái đối tượng mà bên chủ tư tôi hướng tới là những đối tượng thu nhập thấp, công nhân viên chức tại thành phố Đà Nẵng và một số các đối tượng khác theo quy định nhà nước. Và chúng tôi hiện tại đang gấp rút để hoàn thành dự án B4.2 với mục tiêu là bàn giao cho cư dân vào quý 4 năm 2024. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đến hết tháng 5 năm 2023, tại 9 dự án nhà ở xã hội được thành phố kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, có hơn 4.600 căn, trong tổng số hơn 7.500 căn hộ đã hoàn thành, đang xây dựng gần 2.900 căn. Trong đó, có dự án The Ori Garden nằm ở khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, nơi đang tập trung nhiều khu công nghiệp của thành phố. Qua đó, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách phát triển nhà ở xã hội của Đà Nẵng.